Xin chào anh chị nhé. Hôm nay mình sẽ quay một cái video về cái Google Maps để hướng dẫn anh chị vào cái quỹ đất mà hôm trước tôi có quay video rồi á, là cái quỹ đất 5,2 hecta đây ạ. Cái chấm đỏ của chúng ta là quốc lộ 14 anh chị nhá. Đó. Còn cái chấm xanh là tôi đang đứng ở đất anh chị nhá. Rồi bây giờ tôi phóng lớn lên một chút, phóng lớn lên một chút để cho anh chị hình dung cái đường để vào đất anh chị nhá. Đó. Đây ạ. Đây. Anh chị cứ đi theo con đường này nhá. Đường này hiện tại là đường nhựa anh chị nhá. Đó, anh chị tới, anh chị chạy tới á. Chạy tới khoảng 2 cây số thì chúng ta gặp cái ngã ba này. Đó, ngã ba này. Rồi chúng ta đi thẳng vào đất luôn. Đây ạ. Chúng ta sẽ ra đi thẳng vào gặp cái ngã ba đầu tiên, chúng ta quẹo tay phải anh chị nhá. Đây, ngã ba này quẹo tay phải. Chúng ta đi thẳng luôn. Đó, thẳng luôn. Thì cái đất của chúng ta đang nằm ngay ngã ba này luôn này. Đó. Hai bên mặt đường anh chị nhá. Bên kia thì 5 hecta 3 thì người ta bán là 1 tỷ 1 hecta. Còn bên này thì người ta bán là 800 triệu trên 1 hecta anh chị nhá. Đó, tôi zoom lại cho anh chị thì dễ hình dung hơn. Đầu, đó, cái chấm đỏ là quốc lộ 14 này. Từ quốc lộ 14 vào đất của chúng ta khoảng chừng 2 3 cây thôi. Đó, bây giờ tôi zoom lại này. Tôi đi lại một lần nữa nhá. Đó, mình cứ đi theo con đường này. Con đường này tới cái quán ăn gì đây ạ? Quán ăn Phạm Thị Thủy Tiên này. Chúng ta bỏ cái quán ăn này luôn, đi thẳng tới. Nghĩa là chúng ta tới cái quán, chúng ta sẽ bỏ một cái ngã tư đầu tiên này. Một ngã ba thứ hai này. Và tới cái ngã ba thứ ba là cái đường để vào đất của chúng ta. Chúng ta quẹo vô. Đó, phải không ạ? Đúng rồi. Chúng ta quẹo tay phải vô. Vô hết đường là ngã ba, mình ta quẹo tay phải tiếp. Đó, quẹo tay phải đi khoảng chừng đây. Chừng này khoảng chừng 500 mét là tới đất ha, 5 700 mét gì đó. Khoảng thế. Là tới gặp cái ngã ba cái là đất của chúng ta. Anh chị nhìn đâu, trên Google Maps hiển thị đường này là sau này cái đường của chúng ta rất là lớn anh chị nhá. Đó. Thì cái đất này người ta bán là hai chủ bán, một chủ bán là một năm mẫu 3, người ta bán 1 tỷ trên 1 hecta. Còn đối diện thì là người ta bán là 5 mẫu 2 nhưng mà người ta bán rẻ hơn là có 870 triệu trên 1 hecta thôi. Lý do là đất người ta không có thổ cư, còn đất ông kia có thổ cư. Đó. Thì vị trí của chúng ta là thuộc xã ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Thì anh chị nào quan tâm đến quỹ đất này liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Hoặc anh chị cũng có thể truy cập website của công ty, đó là cvtland.com. Cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ đăng ký kênh của công ty đầu tư phát triển CVT Land anh chị nhá. Xin cảm ơn. Đó, đất chúng ta hai mặt đường nghe.